mừng tất cả các bạn trở lại kênh Khám Phá Khoa Học. Hôm nay hai cha con mình là Lễ và Hưng sẽ làm video về chai xà bông Mỹ Hảo. Lấy chai xà bông Mỹ Hảo và Hưng. Đây. Đây chai xà bông Mỹ Hảo đây. Coi trong đó là như thế nào nha các bạn. Đó. Ba mình chế lên cái này xong rồi cho mình nha. Rồi, và Hưng sẽ để vô đó, để vô. Ba mình để nhiều lắm. Rồi, bắt đầu Gia Hưng soi trên dưới kính hiển vi nha các bạn. Đó các bạn. Đó. Đây những cái bọt xà bông bọt khí đó các bạn. Đó. Xà bông nó cô đặc đó. Bạn thấy không? Ừ. Đó. Xà bông nó cô đặc đó các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ quay ống kính 10 cho các bạn coi nha, nãy là ống kính 4. Đó, phóng to lên gấp 10 lần. Đó, những cái bọt xà bông rất nhỏ được phóng bự lên. Các bạn thấy không? Bây giờ là mình sẽ phóng bự lên nữa cho các bạn coi nha. Phóng thiệt là bự luôn. Đó, nó sâu vào bên trong của cái bọt khí luôn đó các bạn. 40 lần. Đó. Giờ là hết thấy gì luôn rồi. Đó. Những cái bọt li ti đó mất tiêu luôn. Đây trở về lại nè. Đó. Đó giờ nè thấy không? Thấy không bạn thấy không? Rõ không? Rất là rõ và đẹp. Đó. Rồi video đến đây xin tâm những bạn. Các bạn thấy video hay hãy nhấn like, subscribe, chia sẻ giùm mình mà. Chân thành cảm ơn các bạn. Hẹn các bạn vào các video lần sau. Kênh Khám Phá Khoa Học xin tạm dừng video đến đây các bạn. Hẹn gặp các bạn vào các video lần sau. Thân ái chào tạm biệt. Các bạn thấy video hay mà hãy nhấn like, subscribe, chia sẻ cho các bạn giùm mình nha các bạn, để mình có nhiều động lực hơn, làm nhiều video hơn và thực tế hơn các bạn. Chân thành cảm ơn các bạn.